Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm tăng ni, kính bạch là cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các cha các má cùng toàn thể chư vị thiên hữu đồng tu, hôm nay con cũng xin mạn phép chia sẻ với các cha các má một câu chuyện như vậy. Trước đây con có quen một người bạn, con có khuyên người bạn là niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Người bạn của con cũng có biết về Phật pháp. Người bạn của con mới nói rằng mình phải tu pháp tiểu thừa rồi mình mới tu đại thừa. Thì con có trả lời rằng pháp tiểu thừa hay pháp đại thừa thì em không có hiểu, em không có biết gì sâu sắc về Phật pháp. Em chỉ nghe được là đời này phàm phu phải cố gắng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì mới mong được giải thoát. Thì anh bạn mới nói rằng vậy thì có ai ở Tây Phương về chưa mà sao con lại nói như vậy? Thì con có trả lời rằng thì con không có gặp ai ở Tây Phương về, nhưng con cũng đã thấy được là rất là nhiều ban hộ niệm ở Việt Nam để giúp cho các cụ niệm Phật ra đi để lại thoại tướng rất là đẹp. Đó cũng nương theo cái kinh Phật mà người ta mới tin rằng người này niệm Phật ra đi để lại thoại tướng đẹp, mềm mại, tươi hồng. Thì anh ta cũng nói rằng nếu mà Nhuận Thành vào trong tủ lạnh lấy con gà đang đông lạnh để ra ngoài một thời gian mấy tiếng đồng hồ thì nó cũng mềm mại như vậy, chứ có gì đâu. Thì con nghe tới đây thì con cũng thôi không dám nói gì nữa. Thì qua đây con cũng thấy rằng khi mình khuyên một người niệm Phật để mà tin vào được cái câu Phật hiệu và nguyện vãng sanh thì vô cùng là khó khăn. Hôm nay tất cả các cha các má cũng như chúng con đây có cơ duyên, có được phước phần gặp được câu A Di Đà Phật, gặp được pháp môn niệm Phật hộ niệm, các cha các má có thật vẫn lòng tin tưởng không ạ? Dạ tin ạ. Dạ, con cảm ơn các cha các má thật sự hàng phẩm phu như chúng con đây. Niềm tin thì bắt đầu khởi sự, nhưng niềm tin cũng dễ bị lung lay lắm. Tin phải tin thật tin, tin phải thật nguyện, tin phải thật làm. Vì hàng phàm phu khi tin, nhưng khi gặp những biến cố trong đời hoặc những biến cố lúc lâm chung thì niềm tin dễ bị lung lay. Niềm tin của chúng con cũng còn rất là yếu kém, rất là hờ hợt, rất là lung lay lắm. Trong mấy tuần qua, những buổi Zoom là cư sĩ Diệu Âm thường nhắc đến hàng phàm phu phải cần đến niềm tin, rất là gọi là niềm tin thanh tịnh. Thật sự niềm tin này đã giúp cho chúng con thấy được không phải là hàng phàm phu chúng con tu cái tâm thanh tịnh mới được vãng sanh, mà là cần có niềm tin thanh tịnh. Pháp hộ niệm thật là vô cùng là vi diệu, vô cùng là thực tiễn. Pháp hộ niệm dìu dắt cho một người hàng phàm phu, xây dựng niềm tin cho hai người hàng phàm phu từ lúc bắt đầu niệm Phật cho đến lúc xả bỏ báo thân, xây dựng đầy đủ niềm tin một cách vững vàng, thì cơ hội của hàng phàm phu mới ra đi để lại thân tướng vô cùng tốt đẹp. Một lần nữa chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm để thương hàng phàm phu chúng con giảng nói pháp hộ niệm, chỉ điểm cho chúng con xây dựng được niềm tin thâm tịnh để đời này chúng con cũng có được cơ hội vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn bác Nhuận Thành. Kính bạch chư tôn phẩm tăng ni quang lâm chứng minh, kính thưa các cụ, chư liên hữu đồng tu, có niềm tin, chư vị đi vãng sanh, không có niềm tin, chư vị ở lại đây cũng được. Trên pháp giới này có vô lượng vô biên cảnh giới, giống như trên quả địa cầu này có rất nhiều quốc gia,
có rất nhiều nơi chốn. Nơi chốn nào cũng có sự sống cả. Ngay cả dưới vùng sinh lầy là cái nơi nhơ bẩn vẫn có những con chúng sinh đang sống dưới đó. Nó hoan hỷ vô cùng. Như vậy thì tự tất cả chúng ta suy nghĩ nên chọn nơi nào gọi là đẹp nhất, tốt nhất. Chúng ta nên chọn đi. Đừng nhắm mắt đưa chân, coi chừng lũi vào trong những cảnh giới mà giống như Ngài Ấn Tổ nói, hầm phong. Hầm phong ai mà thích, nhưng vô cùng những con dồi nó lại thích cái hầm phong, rất là tội nghiệp. Bạch với Chư Tôn Giáo Phẩm, các ngài có trí huệ, thương chúng sanh, quyết lòng nhắc nhở cho chúng sanh tránh những nơi tối tăm đi. Và hàng phàm phu như chúng con, bạch với Chư Thầy, ngoài con đường niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì mà đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không nhờ cái phương pháp này thì chính con cũng không cách nào thoát vòng sanh tử được. Cho nên Nhuận Thành nói rằng là Diệu Âm giảng về cái pháp hộ niệm. Thực ra thì trước khi mà Diệu Âm mở cái camera này lên, Diệu Âm cũng đang ngồi tại đây để nghe lại những cái cuộc tọa đàm. Tại vì trước khi vô Zoom thì các cuộc tọa đàm làm cho chính mình học lại những gì mình nói. Tại cái lúc nói đó mình có nghiên cứu. Bây giờ ngồi đây thì đầu óc đã già rồi, không còn gì nghiên cứu nữa. Mình phải cố gắng nghe lại và thấm lại. Chư vị ơi, Chư Tổ nói vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng do chính cái tự tánh của chúng ta tiếp dẫn chúng ta đấy. Ở tại đây chịu nạn cũng do ta luyện cái tự tánh đi, lấy cái tâm sanh diệt ra mà xử sự, bám lấy cánh vô thường mà chúng ta chịu nạn đấy. Tất cả đều là ở chúng ta cả. Không Phật nào bắt chúng ta phải đi giải thoát, cũng không có Phật nào bắt chúng ta phải chui vào những cảnh tâm tối nó chịu nạn, mà tất cả chúng ta không đấy. Về phòng phàm phu nói như bác Diệu Thành, sử dụng cái tâm thanh tịnh không được. Tại vì cái tâm thanh tịnh là khi nào chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rồi mới thanh tịnh. Chúng ta thành Phật rồi mới tâm thanh tịnh. Một người phàm phu mà đổi tâm thanh tịnh thì tự mình làm eo làm hẹp cho chính mình, và tự mình cứ bắt mình đi vào những cảnh vọng tưởng, hoang tưởng, viễn tưởng không thực. Mà Phật dạy hãy dùng cái tâm thanh tịnh để thành Phật thì hay hơn. Chính vì thế mà hồi nãy chính Diệu Âm nồi ngồi nghe mới thấm. Có nhiều người niệm Phật cầu xin cho con được nhất tâm bất loạn, tức là cầu cho con được tâm thanh tịnh. Chư vị ơi, không phải đâu. Phật không có quyền cho ta nhất tâm bất loạn, Phật không có quyền cho ta cái tâm thanh tịnh, mà chư vị phải đi về chính cái chân tâm tự mình, ứng hiện cái chân tâm tự tánh. Thì chư vị không cầu còn không cần cầu xin ai cả, chư vị cũng được thanh tịnh. Cái điều quan trọng là làm sao trở về được cái chân tâm tự tánh đây. Giống như trên một đỉnh núi, lên đến núi là chúng ta đạt được cái quang minh trí huệ trên đó, ngọn đèn pha đang ở trên đỉnh núi đó. Nhưng đi lên đỉnh núi có nhiều đường lắm chư vị ơi. Gọi là đồng quy đi về một chỗ, nhưng thủ đồ nghĩa là nhiều đường lắm. Mình đang thích hợp với đường nào đây? Đây là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu mà mình thích được đường nào đó thì cứ một đường đó mà đi, đi thẳng thì dễ thành tựu lắm. Thì chính chư Phật
trên 10 phương pháp giới. Cũng giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đại diện cho 10 phương chư Phật thế giới hiện xuống trong đời này dạy chúng ta hãy đi con đường dễ nhất, tìm con đường thẳng nhất, tìm con đường mà có khả thi nhất, thì Ngài dạy con đường niệm Phật trở về cảnh giới của chân tâm tự tánh là dễ nhất. Niệm một câu A-di-đà Phật là đi thẳng về chân tâm tự tánh. Niệm một câu A-di-đà Phật đi thẳng về cái tánh Phật của mình, làm cho cái Phật tánh lực của mình ứng hiện ra. Khi Phật tánh lực của mình ứng hiện ra thì Phật Phật đạo đồng. Rõ ràng cái chân tâm tự tánh của ta là Phật ứng hiện ra thì tự nhiên chư Phật sẽ đến đến mà tiễn đưa, mà cung kính mời cái Phật tánh lực chúng ta đi về Tây Phương để hưởng cái cánh Phật trên đó. Còn ta cũng có cái Phật tánh lực đây, tức là cái chân tâm tự tánh chúng ta, mà chúng ta cứ dìm nó xuống dưới bùn đen rồi dùng cái tâm sanh diệt, cái tâm vô thường, cái tâm lộn xộn, cái tâm mà gọi như là gọi là vọng tâm đó, mà xử sự với nhau. Chư Phật muốn cứu cái chân tâm chúng ta mà chúng ta cứ đè nén cái chân tâm chúng ta, hiển hiện cái vọng tâm ra, Phật nỡ nào thì đem cái vọng tâm đó đưa vào cánh Phật để làm cho cái cánh tình độ thành ra cái cánh uế độ đâu chưa vậy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chính vì thế mà chư vị vẫn nhớ, người nào có niềm tin vững vàng, dư âm nó là niềm tin vững vàng, niềm tin chi thành, niềm tin thanh tịnh, là cái người đó đem cái lòng thành lòng kính này mà khơi ra cái cục gọi là cục ngọc như ý đang chìm dưới đóng bùn đen ngàn vạn đời ngàn vạn kiếp, nhưng khi mỗi lên khỏi bùn đen rồi tự nhiên phát quang, tự nhiên phát quang. Chính chân tâm của chúng ta luôn luôn phát quang, nhưng phát quang trong đống bùn đen thì không cách nào có thể ai thấy được cái ánh quang minh rạng ngời của chân tâm tự tánh của chàng hết. Chư vị có thấy không? Vậy thì cái con đường mà trở về chân tâm tự tánh của chúng ta hàng cao thượng, các ngài có thể tự lực thực hiện con đường minh tâm kiến tánh. Còn chúng ta không đủ cái năng lực đó thì hãy mạnh dạn nhờ cái năng lực của câu A-di-đà Phật đi chư vị. Ở tại đây chúng ta không biết cách nào mà có thể giải thích được cái năng lực của câu A-di-đà Phật là như thế nào. Nhưng mà chứ vì cái tin tưởng vững vàng đi thành tâm niệm câu A-di-đà Phật. Khi mà các cụ đang thành tâm niệm câu A-di-đà Phật đó là các cụ tự nhiên khai mở, khơi dậy chân tâm tự tánh của chúng ta đấy. Lạ lùng lắm. Rõ ràng giữa Phật mà và ta chỉ có cách nhau một câu A-di-đà Phật thôi. Mà câu A-di-đà Phật từ cái tâm thành của chúng ta ứng hiện ra, vô tình giữa ta và Phật hình như không còn, không còn giới hạn nữa. Ta khơi ra rồi, đừng có vội vã lấp nó lại nha chứ vậy. Tiếp tục khơi, tiếp tục niệm Phật, ngày nay niệm Phật, ngày mai niệm Phật. Chúng ta tiếp tục niệm Phật như vậy, đến khi nào cái cục mà ô uế bất tịnh là cái thân này nó không còn báo đời chúng ta nữa, nó không còn kìm hãm chúng ta nữa, tức là lúc chúng ta xả bỏ báo thân, thì cái cục ngọc như ý là chân tâm tự tánh của cha chúng ta vẫn không bị cái thân này báo đời. Lúc đó chúng ta tự nhiên rời khỏi cái tâm nhơ bẩn này và chư Phật thánh lực, lực tiếp độ của A-di-đà Phật đang bao trùm pháp giới sẵn sàng
hộ trì, tiếp dẫn cái viên ngọc này trở về cảnh giới pháp tánh để thành Phật. Chư vị nghĩ coi, một phàm phu chúng ta tưởng rằng không cách nào trở về chân tâm tự tánh được, nhưng không ngờ, thực sự không ngờ, có một cái phương pháp mà đưa cái chân tâm tự tánh chúng ta rời khỏi cái cõi ô trược này, đi về pháp tánh của chân tâm một cách quá đơn giản, là cái tâm thành tâm kính chúng ta đưa viên ngọc của chúng ta rời khỏi cái vũng bùn này đi, rồi chư Phật sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta, đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà chúng sanh không chịu tin, nghi nghi ngờ ngờ, cứ đem cái vọng tâm sinh diệt của mình ra mà đối nại, mà cãi cỏ, mà lý luận. Nhuận thành thì tâm từ bi quá, mới giải nghĩa lên giải nghĩa xuống. Chứ thực ra những người mà không tin, những người mà nghi ngờ, những người cứ đem cái gọi là cái thông minh của thế gian ra mà bài bác chúng sanh, gặp diệu âm này dâm chiếu A Di Đà Phật rồi lặng lẽ bỏ đi, nhất định không có một lời đối nại. Tại vì âm làm cái gì cũng theo đúng kinh đúng pháp. Ngài Tỉnh Am nói, người nào đồng hành, người nào đồng nguyện, hãy trở về đấy cùng nhau niệm Phật, cùng đi một đường. Người nào không đồng hành, người nào không đồng nguyện, không đồng nguyện thì đường ai nó đi, cớ chi chúng ta phải nhiều lợi mà sinh ra đủ phiền não. Chính vì thế mà chư vị ơi, thực sự một bà cụ chứ còn lòng thành lòng niệm A Di Đà Phật, bà cụ đã sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn ta thì thông minh trí huệ, giảng giải đủ điều, lý luận đủ cách, mà chỉ là đem cái thông minh của thế gian mà lý luận con đường giải thoát. Vô tình thông minh, bất năng địch nghiệp, chứng tỏ sau cùng những vị này không địch lại nghiệp chướng, đành phải để cho nghiệp chướng đánh queo râu nằm treo quẹo như hàng vô lượng vô biên chúng sanh thọ nạn. Còn những người thành tâm thành kính thì các ngài không có lý luận gì cả, mà chỉ có một lòng chân thành niệm Phật, gọi là tín tâm thanh tịnh. Họ trở về chân tâm tự tánh nhờ cái lực của họ là lực chân thành, cái lực của Phật bất khả tư nghị, chư Phật cái lực đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Thì hỏi rằng cái nghiệp lực của chúng ta làm sao có thể kéo được một cái chân tâm đã ứng hiện, làm sao có thể địch lại được chư Phật thánh lực đang chuẩn bị cứu chúng ta, đưa chúng ta về Tây Phương, về cảnh Phật để thành Phật. Chính vì thế mà chư vị được thành Phật là nhờ Phật gia trì, được thành Phật là nhờ chư vị thành tâm, được thành Phật là nhờ chư vị kính cẩn, khiêm nhường, thành tâm, thành kính. Chỉ có vậy thôi mà ta trở về chân tâm. Trở về chân tâm thì chư vị không còn gì nói là tâm thanh tịnh hay tâm giác ngộ gì cả. Tất cả đều ở sẵn tại ta, gọi là hà kỳ tự tánh, bổn lai cụ túc. Hà kỳ không ngờ là chính cái chân tâm chúng ta có tất cả. Vì chúng ta mê, chúng ta không chịu về, thành ra chúng ta cứ bị nạn. Mong các cô, các bác quyết lòng quyết trí, cứ một lòng thành tâm kính cẩn, một lòng niệm Phật, quyết trí trở về Tây Phương. Phật dạy như vậy, chúng ta làm như vậy đi, chứ vị sớm xả bỏ cái thân phàm phu này, không thèm làm phàm phu tiếp, trở về Tây Phương làm Phật sướng hơn, đúng không các cậu? A Di Đà Phật. Dạ, chúng con thay mặt cho các cha các má cùng toàn thể chư vị liên hiệu luân tu, thành tâm cam niệm truyền công đức là quý sĩ Diệu Âm đã dặn nói, chỉ điểm cho chúng con để chúng con thấy rõ con đường tu tập, để chúng con bớt đi những mong lung, những suy nghĩ lo lắng đời này, áp dụng cái tâm thanh tịnh để mà tu tập niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cha má cùng toàn thể chư vị liên hiệu đồng tu có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Dạ cảm ơn các cha các má.